Giêsu trên đường thương khó, Chúa mang thầm giá trên vai, đường xa dốc thầm chân tay rã rời. Nên khi gặp một người xứ Kyrene tên là Simon từ ngoài đồng về, quân lính buộc ông làm phu ván thầm giá theo sau ngài. Khi thấy sát ngài bầm tím muôn nơi, thì mấy phụ nữ ngậm ngùi lệ xa. Ngài nói rằng, chớ không thương ta, nhưng thương con cháu trong nhà các ngươi. Vì cây tươi mà người ta xử thế này, thì cây khô sẽ ra sao? Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy cha, một kinh kính mừng. Đoạn ta hãy nguyện rằng, lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thương đoàn dân đi theo Chúa, bơ vơ như chiên không có người chăng. Xin Chúa thương xót chúng con. Amen. Lạy Cha,
xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Khi quân lính rút thăm chia nhau áo ngài, thì dân chúng đứng đó nhìn xem, còn các thượng tế nhạo báng rằng nó đã cứu được kẻ khác thì hãy cứu mình đi. Nếu thật là Đức Kitô, người được Thiên Chúa tuyên chọn, quân lính đưa dâm cho ngài uống và chế giễu rằng, nếu ông là vua Do Thái, hãy cứu mình đi. Chúng cũng đặt phía trên đầu ngài bàn an. Giê-xu Na-za-rết, vua dân Do Thái, khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy Cha, một kinh kinh mừng. Đoạn ta hay nguyện rằng, lạy Chúa Giêsu là vua, Chúa đã thi mạng sống vì chúng con. Xin cho chúng con biết thi mạng sống vì anh em. Đừng để chúng con yêu thương bằng đầu môi chóp lưỡi, nhưng yêu thương bằng việc làm như Chúa đã dạy chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Giêsu hứa thiên đàng, khi
Giêsu. Có hai tên gian ác bị rượu đi riêng, một trong hai bị đóng đinh, nhiếc mắng Ngài rằng: nếu ông là Đức Kitô, hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa. Đối lại tên kia mắng nó rằng: mi cùng chịu một án mà chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đính đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc mình làm. Còn ông này có làm gì xấu đâu. Rồi anh ta thưa với Chúa Giêsu rằng: lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp lại: này đây, ta bảo thật, hôm nay ngươi sẽ lên thiên đàng với ta. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kính lạy Cha, một kính kính mừng. Đoạn ta hay nguyện rằng: lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn, Chúa ở đâu thì chúng con ở đó. Xin thánh tẩy lòng chúng con, để chúng con cũng biết nồng nàn khao khát kết hợp với Chúa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Và muôn đệ Ngài yêu đứng bên thập giá.
nói cùng mẹ: thưa bà, đây là con bà. Đoạn ngài lại nói với môn đệ: đây là mẹ con. Sau đó, vì biết mọi sự đã hoàn tất, để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu kêu lên rằng: ta khát. Ở đó có một bình đầy dâm, họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy dâm, rồi cài vào cành hương thao và đưa lên miệng ngài. Khi đã nếm dâm rồi, Chúa Giêsu nói rằng: mọi sự đã hoàn tất. Đoạn gục đầu xuống, ngài chút hơi thở cuối cùng. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy Cha, một kinh kinh mừng. Đoạn ta hay nguyện rằng: lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin chúng con xoa dịu cơn khát của Chúa. Xin nhận lấy linh hồn chúng con trong cơn khát cực độ của Chúa. Đừng để sự trên của Chúa nên vô ích cho chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thứ 15 thì gấm
Chúa Giêsu được mái tăng trong mộ. Gió mây xa lề u buông, biển đông cảm động, núi non rùng rơi. Khóc thương con Đức Chúa Trời, đấng này đã chết vì người thế gian. Thấy vậy, viên bạch quang run sợ và nói: Đích thân người này là con Thiên Chúa. Một tên linh lây đồng đấm cánh xương ngài, tức thì máu cùng nước chảy ra. Được phép Phi La Tô hai môn đệ là Giuse và Nicodemo hạ xác Đức Chúa Giêsu xuống và trao cho Đức Mẹ. Rồi liệm trong khăn và táng trong mộ nơi chưa từng chôn cất ai. Khi ngâm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lạy Cha, một kính kinh mừng, đoàn ta hay nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu, nay con dọn lòng rước Chúa, xin hãy đến ngự trong linh hồn con. Nguyện cho ngày hôm nay và hết mọi ngày trong cuộc sống, con biết cố gắng mến yêu để một ngày kia được sống lại với Chúa. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Chúng con trông cậy ra thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng chinh hiến vinh sang lang. Lạy ra thân trai tìm Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tìm cực thân cực tình ra thân Đức Bà Maria. Lạy ông thân Giuse là bạn thân sắt Đức Bà Maria trọn đời đồng chinh. Lạy ca thân từ Đào Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.